trên ai góp nhận tóc cần có cái hiệu là GTX. Con này nó đã lý lên 2-3 sàn rồi các bạn. Các bạn dòng dòng 1 và dòng 2 mình cũng đã về rồi, giờ làm dòng 3 nha các bạn. Dòng 1, dòng 2 có một lượt ghép có một tóc cần này, dòng 3 tới 5 tóc cần hay cho một lượt ghép vậy. Rồi để tham gia trình ai góp các bạn viết phần link mô tả bấm nút ta cái lượt cấp trai nha các bạn. Nhiệm vụ thì các bạn join 3 kênh Telegram group nữa nè, rồi bạn follow theo word và nghị quyết về tự quyết là xong nha các bạn. Rồi bạn bấm vào cái chìa xanh rồi nó hỏi bạn có join 3 kênh Telegram không, bạn nên bấm don nha các bạn. Rồi các bạn điền lại username theo word của mình nha các bạn, theo word trang cá nhân của mình bạn vào trang cá nhân copy username rồi hỏi rồi bạn bấm don nha các bạn. Rồi bạn bắt địa chỉ với nhà người C20 vô, rồi bạn bấm balance thì mình đã nhận được 20 tục cần nha các bạn. Giá tục cần này một mong cái tiếp bằng mong đâu ạ. Rồi các bạn ghét liên lấy liên ghét là chia sẻ cho bạn bè và người thân nha các bạn. Giờ mình kết thúc cho mình biết tất cả các bạn mà. Bạn lên gồm mang cái kép của bạn chết lên clip 2-3 sàn. Chào tạm biệt tất cả các bạn nha. Các bạn nhớ like, subscribe, ủng hộ bạn nha các bạn.